Cháu có nhận được một cái khoản hỗ trợ của bác Kim Hoàng là có gửi cho cháu Lực là 5 triệu không trăm là 40 nghìn. Đấy, cái phần quà này là của một bác ở bên nước ngoài là gửi cho ông Vâng, nhá. vâng. Đấy, phần quà là của bác Kim Hoàng nhá. Vâng, cảm ơn. Đây là cái thớt nhỉ? Ở Vâng. đây là thớt thái thịt cũng như là thái dâu này, nhưng có vẻ là chắc là thớt này lâu lắm không có thịt để mà để lên trên này thái rồi. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, có lẽ là một số bác theo dõi từ đầu thì các bác đang nhìn thấy là cháu Lực đang ghi hình ở về cái hoàn cảnh nào đúng không các bác, và cũng bật mí cho các bác một chút. Ở đây thì có hai ông bà cụ mà sống ở đây thì khá là biệt lập các bác ạ. Bao xung quanh nhà là hầu như là đồi chè này, cây chè này, với lại thêm thêm là cây sao mộc là xen kẽ với nhau. Có lẽ là đêm nay sẽ có một trận mưa khá là to các bác ạ. Như là các bác có theo dõi được là những cái tin tức của thời sự thì các bác cũng đã biết được rằng là Hà Giang, không phải là Hà Giang mà ở Việt Nam thì hiện tại là đang lại phải chịu chịu thêm một cái đợt cơn bão rất là lớn từ Biển Đông là đổ vào nữa. Các bác nhìn thấy là cháu Đức đang ghi hình, các bác nhìn thấy là gió cuộn cuộn rất là to các bác nhé. Và chia sẻ cho các bác một chút về cái hoàn cảnh của hai ông bà cụ mà bị thiểu năng trí tuệ của bác, coi như là nói là bị một chút về không được minh mẫn đấy, là sống trong một cái ngôi nhà, phải nói là ngôi nhà này thì là được bên chính quyền thôn là người ta cho ở nhờ thôn. Và một thời gian vừa rồi thì cháu Đức có chia sẻ về cái cuộc sống của hai ông bà cụ lên thì cũng được là rất là nhiều cô bác anh chị là có yêu quý và quan tâm và có gửi rất là nhiều phần quà, và đặc biệt thêm nữa thì là được bác Thảo Đố có gửi cho ông bà là một đôi dê, gồm là một con dê đực này và là một con dê cãi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì các bác nhìn thấy là có tận là 4 con dê rồi các bác nhé. Đấy, trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên một cái video rồi, và hôm nay thì là tình cờ, mà cháu Lực không phải là tình cờ các bác, là cháu Lực có đi xuống cái thôn có một chút việc, cho nên là thời tiết hiện tại là cũng đang chuẩn bị mưa nữa, cho nên là cháu Lực không có thể mà di chuyển đi nữa. Một tí di chuyển đi có thể là gặp mưa lúc nào không biết cô bác ạ, và muốn dừng lại ghi hình về một cái thước phim cho cô bác anh chị là cùng biết về cái hoàn cảnh của hai ông bà cụ và hiện tại là đã như thế nào rồi cô bác ạ. Khi mà đi qua nhà của hai ông bà thì có hai con đường cô bác, một con đường là ở dưới này đấy, và một con đường là ở trên này. Trên này là con đường là làm từ cây cau, đây thì chặt bằng những cây sao mộc để lại để gác lên thôi để mà đi qua thôi. Đâu đó là cái cầu này thì độ cái chiều dài của nó thì rơi vào tầm độ là 4,5 m đến tầm 3 m gì đấy các bác. Đấy. Ông với lại bà thì được sống là bên chính quyền thôn là tạo cái công ăn việc làm cũng như là cho bà với lại ông là ở trên đồi chè này và trông coi cái rừng, cái đồi thông với lại là đồi chè các bác. Anh như ngôi nhà của hai ông bà thì cũng không có to hơn, cũng không có khang trang hơn cái ngôi nhà này bao nhiêu cả. Có vẻ như là nhìn thấy từ xa thì lại thấy là một cái bóng dáng của ông rồi. Đấy, vừa bước vào thôi là thấy gà có 2 3 con này, còn chó của ông nữa. Ôi rồi, chó của ông thì có vẻ như là gầy quá các bác. Sợ chó không ông? Ông buộc buộc ra kia đi ông. Ông buộc buộc ra xa xa một tí. Nếu sủa quá. Chó này thì cũng là được là bác Thảo Đố là gửi tiền là mua cho ông các bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì ông bà ăn gì thì là chó ăn nấy thôi các bác, chứ không phải là không cho ăn cả. Chó mà có thêm thịt thà chắc chắn nó sẽ béo hơn. Đấy, nhưng mà do là ông bà cũng chỉ có
ăn là những cái rau củ với quả thôi, cũng chả có chất nạm gì cả. Ra phía bên này thì thấy là ông trồng khá là nhiều cái sắn này cô bác, cả bà nữa. Không biết là hôm nay bà đi đâu rồi. Bà đi đâu rồi ông? Bà đi đâu rồi? Đi hộ người ta đào nhà đúng không? Vào trong nhà thì cực kỳ là tối cô bác ạ. Phải dùng đèn pin thì mới soi thấy. Nhà ông thì còn cái bóng đèn năng lượng, một con bóng đèn nó nhỏ nữa. Cái bóng đèn này thì được bên chính quyền thôn là người ta trích tiền để mà giả tiền điện đúng không? Thế là mình chỉ có sử dụng thôi đúng không? Nên chỉ có một dây là khá là nhỏ đâu các bác. Dây này thì nếu mà để mà cắm nồi cơm điện hay là cắm những cái mà đồ mà trên 220V là chắc là không có dùng được. Ông hôm nay để ở nhà làm gì không? Chăn dê. Chăn dê à? Rồi. Ông còn biết nói lời chào các bác không? Ông thử nói tôi chào tất cả các ông các bà xem nào. Tôi chào tất cả mọi người xem nào. Mất. Không biết. Không biết à? Thế ông thử nói cho cháu nhá. Tôi xin chào tất cả. Tôi xin chào tất cả. Các ông bà. Ông bà. Thế là bà là đi từ sáng rồi không? Đi từ sáng đấy. Từ sáng rồi á? Ừ. Hôm nay thì là cháu đi qua ấy, thì thấy là dê của ông ở kia. Thành ra là vào và ghi hình cuộc sống của ông là một cái thước phim. Đấy, và hôm nay cháu xuống thì cũng có... cũng có một cái phần quà là dành tặng cho ông. Đấy, tuy nhiên thì vừa rồi cháu từ dưới thôn lên thì không có mua được gì cả. Cho nên là lấy tiền mặt cho ông, là ông với bà là tự, nếu mà ra chợ thì ra chợ mua nhá. Đấy, ở đây thì ngày 12 tháng 8 cô bác ạ. Ngày 12 tháng 8 thì cháu có nhận được một cái khoản hỗ trợ của bác Kim Hoàng, là có gửi cho cháu Lực là 5.040.000, và đã hỗ trợ cho gia đình của anh thợ bị sạt lở là 500.000 rồi. Hiện tại là còn là dư là 4.540.000. Cái khoản này là khoản kinh phí của hỗ trợ của bà, của bác Kim Hoàng, là dành tặng cho tới những hoàn cảnh nào mà hoàn cảnh mới cho Lực là đi vào chia sẻ. Đấy, tuy nhiên là hoàn cảnh của ông thì cũng nhận được là khá là nhiều những cái phần quà của các bác gửi cho rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là hôm nay thì cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng không có mua gì được cho ông. Sẽ xin phép là trích cái tiền của bác Kim Hoàng ra cho ông, là cháu Lực sẽ không có trích nhiều cả. Trích cho ông là 100 ngàn để cho ông với bà là đi mua mắm muối này hay là mua cân thịt ông nhá. Đấy, đây. Đấy, cái phần quà này là của một bác ở bên nước ngoài là gửi cho ông nhá. Đấy, phần quà là của bác Kim Hoàng nhá. Vâng, cảm ơn. Mặc dù là nó không có là to lớn gì cả, nhưng mà đấy là cái tấm lòng ông ạ. Đấy, cái tấm lòng của bác là gửi tới cho ông. Thì bây giờ ông cất vào túi đi. Đấy. Ồ, cái túi huyền thoại của ông này à? Trong này có tiền đúng không? Ông còn tiền không? Không có. Không có tiền à? Đây là... Thế là còn mấy nghìn à? Có, ông ơi. Thế là cho xem nào. 20.000. À, thế là tổng tài sản của ông là... À, chắc là tầm đó 20.000 cô bác ạ. Thế là 20.000 này là ông đi làm gì có tiền đấy? Ném chè. Ném chè á? Ném chè là như nào? Chép nhàng cha khai. À, thế là đi hái chè để đi bán đúng không? Đấy, nhưng mà ông thì làm cái cách theo phong cách là thủ công của bác, chứ bán thì nó cũng được rất là ít. Đấy, cất cho nó ký ký vào ông nhá. Túi chè, túi của ông này. Túi này là ai mua cho ông đây? Đây này, ông không mua này. Ông không mua à? Bao tiền túi này cho xem nào. Bao tiền đấy? Đi chợ mua. À, thế cái này là cái gì ông? Cái này này. Đây là... đây là chìa khóa đúng không? Ừ. Cái này thì có lẽ là chìa khóa nhà dưới này. Ừ. Chìa khóa trên này này. Còn hai cái chìa khóa này thì... không biết là chìa khóa gì nữa. Đây là... khóa nhà bếp dưới. À. Đây là khóa... chạm chè à, khóa cái nhà chạm chè đúng không? Ừ. Đấy. Ông với bà thì cuộc sống thì phải nói là rất là hồn nhiên và vui tươi của bác ạ. Sẽ có một số bác là theo dõi sau sẽ còn chưa biết là về cái hoàn cảnh của ông bà, thì cháu Lực xin được phép là tóm tắt qua một chút của bác nhá.
Hay ông với bà thì năm nay ông được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Là 56 đấy. 56 à? Ừ. À, thế là ông với bà thì năm nay là xấp xỉ là được 60 tuổi rồi. Đấy, nhưng mà ông với bà thì bị một chút là về cái thiểu năng trí tuệ của bác, không có được minh mẫn. Và hai ông bà là có duyên với nhau là cũng đâu đó là tầm độ 20 đến 30 năm rồi. Đấy, và trong quá trình thời gian mà ông bà ở với nhau thì cũng không có là một người con nào để mà chăm sóc khi mà cuộc sống của ông bà là về già cả. Đấy, đến tầm tuổi này thì biết là không có rồi, cho nên là ông với bà là chấp nhận một cuộc cuộc sống như vậy. Nhưng mà nhìn vào khuôn mặt của ông bà thì rất là vui vẻ và rất là hồn nhiên. Và những cái đồ đạc này thì có một số là cái là các bác là gửi cho. Cái này thì cháu Lực nhớ không lầm là được là bác là Ngọc Minh, cái gì Ngọc Minh nhá các bác. Thì Ngọc Minh nhớ, vẫn nhớ là bác là Ngọc Minh gửi cho ông với bà. Đấy, cũng nếu mà như mà các bác có theo dõi được cái video này thì rất là mong bác là thông cảm cho Lực của bác nhé. Tại vì là tên của bác là có cái tận là 4 từ thôi, cho nên là nói cháu Lực cũng không có nhớ được, bác không nhớ được tên bác của hết rồi. Vậy xin cũng xin thay mặt là ông bà là gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng. Vâng, cháu xin ông nhá. Đấy, cháu xin. Rồi. Cháu với ông là ngồi uống nước chè một tí để đi xem dê không Vâng. nhỉ? Rồi. Dê là khỏe mạnh chứ không? Khỏe đấy. Khỏe mạnh đúng không? Vâng. Rồi. Thì hiện tại là cái phần tiền quý của bác Kim Hoàng thì sau khi mà cháu Lực trích ra cho hai ông bà cụ không được minh mẫn thì là còn 4 triệu này, 400 là 40 nghìn của bác ạ. Khi mà đi vào hoàn cảnh mới, cháu Lực sẽ tiếp tục là dùng cái số tiền của bác cho. Thì cũng rất là cảm ơn bác đã đồng hành cùng cháu Lực. Nếu như không có bác đồng hành cùng cháu Lực thì khi mà đi vào hoàn cảnh mới, cháu Lực sẽ trích cái phần những cái khoản tiền mà cháu Lực bán hàng trên kênh này để mà đi, thì rất là mong là sẽ được sự ủng hộ của các bác là nhiều hơn trong cái chặng đường mà cháu Lực bán hàng nữa. Hãy mời ông nước nhá. Vâng. Chè của nhà ông thì màu không được đẹp mấy các bác ạ. Này, tuy nhiên này là uống uống chè thì rất là thơm. Này, có khi mà các bác uống chè nó sẽ hơi hơi chát chát một chút, nhưng mà uống xong là vẫn rất là ngọt ở cái vị đầu lưỡi. Wow, chè ngon quá không ạ? Chè ngon quá. Đây là ông đi hái chè về đây à? Đây đi à? Ừ. À, chè của ông thì hái khá là già quá. Còn là thường nếu mà mẹ cháu Lực đi lấy thì chỉ có lấy là hai lá này thôi cô bác này, để mà rang lên thôi. À, đêm nay thì có vẻ như là có báo lớn đấy, cho nên là ông với bà là có đồ đạc ở ngoài là dọn vào sớm sớm một chút nhá. Vâng. Không là bó mưa báo là to quá đấy. Vâng. Trên này là bao gì đâu? Chân. À, chăn Vâng. ông để trên này à? Vâng. Đây là cái thớt nhỉ? Vâng. Ở đây là thớt thái thịt cũng như là thái dâu này, nhưng có vẻ là chắc là thớt này lâu lắm không có thịt để mà để lên trên này thái rồi. Đấy, tiền cháu đưa cho ông ấy, ông đi mua một cân thịt về ông với bà là ăn nhá. Vâng. Đấy, hàng ngày thì thế là thời gian này ông với bà là ăn gì với gì? Con ăn lúc nãy ăn rau. Ăn rau thôi à? Ừ. À, thế thì đi mua thịt về ăn không nhá. Vâng. Cho ông làm thêm một bí thuốc lào rồi thì cùng ông là ra kia xem dê sau vậy. Cái món thuốc lào này thì phải nói là đa số là đàn ông ở trên vùng cao quá, ai cũng biết hút là nhiều hơn. Ai rất là biết hút từ có thể là từ 50, 60, 70 tuổi rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là nếu mà cháu Lực thì về cái món thuốc lào, thuốc lá thì cháu Lực không có bộ môn là đam mê cả. Còn những cái chén rượu, chén chè thì đôi khi thì cũng làm một hai chén của bác thì mới có lời ra lời vào được cô bác. Đôi khi ngồi với anh em thợ ấy. Thế thì nhà ông thì thường thường là buổi đêm thì ôi ôi nhiều đèn đấy ông nhỉ? Nhiều đèn hỏng hết. À, hai đèn này là hỏng rồi à? Hỏng rồi. Hỏng, thế là hai đèn này còn dùng được à? Hai đèn dùng được một cái. À, dùng được một cái, thế là bà cầm đi một cái rồi à? Không cầm đâu. Ồ, thế là hai vợ chồng là chung nhau một cái này đèn này thôi à ông? Vâng. À.
Một cái đèn này mua tầm bao tiền không? 50.000. 50.000 à? À, thật đó là ông mua đèn đồ rẻ cho nên là hỏng nó cũng nhanh lắm của bác ạ. Nó chỉ trong đồng trong 37 21 ngày là hỏng rồi. Đấy, ông cháu với ông đi xem dê một tí nhỉ? Vâng. Đấy, đi xem mà trong nhà của ông thì cũng đã tâm sự rồi. Bây giờ phía bên này là cái chỗ mà để cho ông với lại bà là rửa rau này, rửa bát này ở tại cái chỗ này các bác. Trên thì thấy ông với bà là còn làm một cái chỗ để mà che nắng che mưa nữa. Nhưng tuy nhiên thì nếu mà để mà cơn gió này mà đến thì cái ô này không khéo là đêm nay là sáng mai dậy là chắc là nằm ở trong cái gốc cái chè cái hố bác ạ. Đấy, ông thì trước khi mà đi đâu ấy thì mặc dù là ôi ổ khóa này hỏng rồi không? Hỏng rồi. À, mất chìa khóa à? Vâng. Thế là ông mới đập đi à? Ừ. Thế là lại mua chìa mới à? Ừ. Cái ổ khóa này một ổ bao tiền không? 50.000. À, một ổ cũng 50.000 thôi à? Ừ. Một ổ 50.000 này thì nó cũng chỉ là 37 21 ngày thôi các bác. Về cái ngôi nhà của ông thì hiện tại là được bên thôn là cho ở các bác, và trong đồi chè này mỗi tháng là cho ông bà là 5 cân gạo để mà ăn nữa. À, dê của ông thì bùa ở kia đúng không? Vâng. Rồi. Đây thì ông với bà là chồng à? Chỗ này ấy. Ừ. Sắn à? Ừ, sắn này. À. Ôi, buồng chuối này chín hết rồi ông này. Thế này. Buồng chuối quả rất là nhỏ các bác ạ. Ăn được không ông? Được á? Ừ. Cháu với ông thử ăn một quả xem nào. Ông ra đây đi ông. Ông ra đây lấy đi. Buồng chuối mày. Ông lấy dao chặt ra đi ông. Dao chặt ra đi ông. Nhìn vào khuôn mặt của ông thì khá là vui vẻ các bác. Ông lấy dao chặt cả cái buồng chuối ra đi ông. À, đây cũng có một thêm một cái ổ trứng gà này các bác này. Có hai quả rồi. Mong sao là không bị trộm cắp. Ông ơi, cháu xin một quả nào, xem ăn ngon không? Ông với bà không hái đi vào nhà à? Không. À. Ông thì cho cháu xin một quả nào. Rồi, cháu xin nhá. Chuối này bé tí bằng cái đầu ngón tay của bác. Thử. Đây các bác này, bé tí. Xin mời các bác nhé, các bác nhá. Xin mời các bác là cùng hai ông. Chuối này là vị non đấy. Ừ. Cái chuối này không, nó chưa phải chín nhau không ạ? Chưa chín. Đúng rồi, nó chưa phải bị chín đâu, nó bị trên này gáy này các bác này. Có vẻ những cây chuối này nặng quá sao á. Ăn nó tự cảm giác như là nó chưa được già, cho nên là ăn nó không có được được thơm mấy ông ạ. Vâng. Đấy, cháu với ông đi ra kia xem. Ăn một cổ. Thôi, cháu ăn thế thôi ông. Ăn được thế thôi. Chuối ăn hay sửa mưa lại về tìm chân vào thế là sáng nay ông với bà là phơi chăn đúng không? Vâng. Ừ. Thế là hôm nay ông đi đâu ấy? Ông cũng đi đâu được. Thế là ông ở nhà là chăn dê đúng không? Ừ. Bây giờ có khá là nhiều dê rồi ông nhỉ? Vâng. Ước tính là tài sản của ông cũng phải đó tầm 4 con dê. Gà ông nuôi bao nhiêu con đấy? 6 con á? 4 con. À. 2 con nhỏ. À, 2 con nhỏ à? Ừ. Thế là dê của ông này các bác này. Nhà ông thì chăn thả thành ra là nó thoải mái ông nhỉ? Ừ. Cho nên là dê cảm giác như là khi mà nhìn vào dê các bác, nhìn lông nó cũng rất là mượt mà. Bụng thì tròn xe này các bác, cái bụng ấy. Con này thì chắc là rơi vào tầm độ là 5 đến 6 cân. Đấy, còn con kia thì chắc là rơi to hơn một chút. Con kia thì tầm độ 7 cân một chút ông nhỉ. Đấy, còn là hai con to kia thì không phải nói rồi các bác. Con kia thì độ đâu đó là tầm độ là 20 cân. Còn là con gióng đực nữa này. Dê đực này có ai về xin gióng nhiều không ông? Nhiều nhiều á. Ừ. Sau người ta về xin giống ấy, ông
Mỗi lần xin thì ông lấy tầm độ 10.000 rồi đấy. Vâng. Đấy, ông cứ xin lấy tầm độ 10.000 đấy. Mà nó phối giống xong thì là nó cũng phải ăn bao nhiêu cỏ đấy, nó mới lại được khỏe khoắn đấy ông ạ. Thế cho nên là lần sau người ta về thì ông cứ bảo là phối thì mỗi lần phối thì cho 10.000 đấy, coi như là nó vui vẻ một tí đấy. Không biết thế nào để mà nói, nhưng mà anh nhìn lại cái thành quả của hai ông, của ông với bà sống biệt lập thì đôi lúc đầu thì có hai con dê, đôi dê kia đấy, các bác này đợt mua về thì là cháu Đức không nhớ là bao nhiêu cân đâu, nhưng mà khá là nhỏ đấy. Thời điểm bây giờ là cháu mua dê được cho ông là tầm độ bao nhiêu lâu rồi ông nhỉ, được bao nhiêu tháng rồi nhỉ, ông có nhớ không? Tháng 2 được 9 tháng. À, thế là đến bây giờ là được 9 tháng đúng không? Ừ. Đấy, thành quả sau 9 tháng của ông ấy mà là có một đôi dê nhỏ nhỏ này. Đôi dê nhỏ này. Tháng 8 đây là mùng 6 là được. À. Tháng 8 âm là mùng 6 đúng không? Là được 1 tháng không? Vâng. À. 3 tháng. À, là được 3 tháng à? Ừ, được 3 tháng đấy. À. Đó là đôi dê này thì lúc mà mua về thì là nuôi 6 tháng rồi các bác. Đấy, nhưng mà sau 6 tháng thì có thêm được đôi dê con này. Nhà ông thì ở đây là chăn thả là thoải mái không nhỉ? Vâng. Chỉ sợ là mình chỉ sợ là mình không chăn được thôi. Rừng với lại rừng nữa mà các bác ạ. Cho nên là cỏ có rất là nhiều mùa này ấy. Ông có từng đi cắt cỏ về cho nó ăn không? Cắt cho này không ăn. À. Thế là cắt cho là không ăn à? Ừ. Thế là phải bắt buộc là đem đi thả đúng không? Hai con nhỏ này là cũng ăn được đấy. À, đây này ăn là rất là khỏe các bác này. Ông còn nhớ là phần quà này là của bác nào gửi cho ông không? Không. Bác Thảo Đỗ ở bên Mỹ. Vâng. Gửi cho ông một con chó với lại thêm là hai con dê đấy. Vâng. Khi mà bác Thả Đố là theo dõi được những cái thước phim này mà cháu Đức đang tải lên thì chắc là bác cũng rất là mừng đấy, khi mà bác giúp đỡ mà hai ông bà thôi, giúp đỡ cho hai ông bà biệt lập. Đến bây giờ hai ông bà biệt lập thì cũng có thành quả như thế này này. Con mẹ này là con mẹ này là cho cháu Ân. À, thế là con kia hai này là hai con cái đúng không? Ừ. Hai con cái này mà ông cố gắng nuôi thêm độ tầm sang năm sau thì chắc là lúc mà cháu về thì chắc là không phải là có bốn con rồi, chắc là phải nhân được tầm độ là 7-8 con rồi. Nếu mỗi con thì mình cứ tính ra là một thôi, nhưng mà dê con kia thì may mắn là được là hai con dê con thôi đó. Đấy cô bác ạ, cái video này thì cháu Lực cũng là muốn ghi hình lại cho các bác xem là về cái hoàn cảnh của hai ông bà cụ biệt lập khi mà trong một thời gian được các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và đặc biệt là bác Ngàn Thảo Đố có giúp cho hai ông bà. Đến thời điểm hiện tại thì hai ông bà cũng có một chút là thành quả đối với lại bản thân của mình rồi. Nên mong sao là cuộc sống của hai ông bà sẽ luôn luôn gặp những cái niềm may mắn này và niềm vui này đến với ông bà, mặc dù là cái số phận của ông bà thì rất là éo le rồi các bác, nghèo khổ có này, trong sự không có con này cũng có này, phải nói là tất cả những cái điều mà không may mắn đã đến với ông là trước cái lúc mà ông độ tầm là 40 đến 50 tuổi là đi vào đằng trước rồi. Mong sao là cuộc sống của ông là sẽ gặp nhiều điều là may mắn đến với ông hơn. Ở cái video này thì cũng chia sẻ cho các bác là một chút và gửi cái phần quà của bác Kim Hoàng dành tặng cho ông. Thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này ở đây thôi các bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác nhé. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo là trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác. Ông vẫy tay lên nào. Tôi xin chào mọi người xem nào ông. Ông biết nói không? Vâng. Tôi xin chào mọi người. Tôi chúc. Tôi
tôi chúc tất cả mọi người gặp thật nhiều sức khỏe, gặp gần nhiều sức khỏe, may mắn. Rồi, bye bye nào. Vâng. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.